Xin chào cả nhà, xin mời Hai. cả nhà mình thưởng thức ốc nha cả nhà. Đó, hơi lên ha. Mình hấp ở đây là có lá chanh, sả, sả ở nhà mình trồng, mình cắt lá nên cái Rồi. sả nó thơm khác nha. Rồi, xin mời cả nhà nha. Thôi Chúng ta xin mời cả nhà nghe. Hôm nay tại không có má ông chị em đi chợ sả. đó, mà thấy cái con ốc này nè, nó giống cái con ốc hương. Ở Việt Nam mình nó kêu con giống con ốc hương, nhưng mà nó là không phải ốc hương. Nó ốc Canada. À, con này gọi là ốc Canada này các bạn, này đây 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 nè, nó giống lắm luôn nè. Đó, Giống nhưng mà nó không giống phải. lắm nhưng mà ốc Canada mình thấy lạ quá, kia kêu bà chị mua 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 thử một Ngon chị, một ngon vài ngon ngon. Thích, ốc Canada. ốc Canada. Xin mời cả nhà. Đó, mình có mắm gừng hồi hết sáng Đây, luôn. cái nước nó cũng khác nè. Hình như nó không được ngon bằng ốc hương. Có thể chị Năm nhốt nó. Nó 3 ngày rồi. Ngon không? Chị Năm nhốt nó. Nhốt là nó hơi ốm chứ hương vị giống ốc hương anh ha. Ngon lắm, ốc này mềm, mua em về mà em mấy á, em làm Mà liền. ốc Ngon hương mình ở quá. đây có bán không? Không em ơi, À, hiếm không lắm. có. Hiếm Ngon, lắm. ngon Này mà. ngon lắm. Này Ngon. còn không có thua gì đâu. Không thua dẻo hương hết. Ăn tay luôn mọi người. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Ngon. Ăn hết hai ba chị em mình ăn hết nào. Hên Hết rồi. Cái này chút nữa anh Năm ăn được không ta? rồi. Được, để cho ảnh chứ. Giống ốc hương ghê luôn, em tưởng ốc hương không ấy, lúc chị nói ốc Canada mới biết. Ông xã mình đi làm cả nhà, mấy chị em ở nhà hơi thấy mưa gió rồi buồn quá thôi luộc ốc ăn Trời hôm đi. nay khí hậu nó các bạn ngoài trời nó nhiệt độ nó lạnh, gió bên Chicago này nè, gió nó lạnh lắm Buồn quá không với lại biết nó gì buồn hết, nữa. À, trời nó thay mưa đồ ốc nhiêu quá, nó ngon buồn quá. lắm. Các anh thử nè, đi siêu thị không biết mua gì, mua ốc về lễ ăn đây. Hồi ngày xưa á, chị em mình ở quê á, thì ăn ốc bươu hả chị nó ha? Ốc bươu, ốc cao Ốc bươu, ốc bươu ốc đảo. bươu. Đâu có mua đâu, hồi đó đi ra Đi đồng bắt. Bắt ở cánh đồng á, xong đem về bắt đầu ngâm nước cơm 3-4 ngày. ngâm nô thường thường á là chị thấy đi bắt về á là đâm ớt nè, đâm ớt hiểm Đúng bỏ vô rồi nước vo gạo đổ vô làm đúng một rồi. chút xíu là nó Chị nhả hai lý nhớt ra nha. hết, cái rửa rồi bắt đầu làm liền chứ đâu có để 3-4 ngày dễ Nhà gì. em á thì để má phải để một đêm tới sáng là ăn, còn không nhiều lúc cũng ngày rồi bả vo nước gạo bả cho vô để đó bả đậy cái nắp thùng lại. Sao chị biết làm gì không? Ốc bươu nấu nó chuối lắm với nêm lá lớp. Ngon lắm Ốc luôn. bươu Má em hồi đó bả làm ốc bươu, bả nấu nó chuối rồi bả bỏ lá lớp ngon lắm. bây giờ đa số á, ốc bươu Việt Nam mình á, mà ta nuôi không à, con Vậy nào cũng hả? nói nó chà Đúng bá vậy hả? ốc bươu vàng chứ không phải như cái ốc bươu mà đen đen như mình hồi xưa, con nhỏ 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 vậy mới ngon nè. Còn bây giờ con nào nó thử vậy nè, ốc bươu nuôi á chị, to không à. Thì hồi mình đi bắt á thì chị thấy ốc bươu cũng bự nhưng mà hồi bây giờ là nuôi Giờ nhiều hả? nó nuôi không Dạ chị? nuôi không mà Nuôi chị, không. nuôi không. Nuôi không. Ngộ quá ta, giờ gì cũng nuôi được Món đó là hả? món khẩu vị thích của em, bây giờ Chưa, thiết rồi em không dám ăn. nghĩ em thích ốc bươu chấm Vậy gừng hả? lắm Thích chị. lắm. Em Cứ ở nhà vậy chứ lâu lâu chuyên nghiệp đi ra mua ốc bươu đem mua về luộc chấm gừng. Món nào món thích của em đó. Thật Mẹ mình giờ cũng nha. đâu có rẻ ha, 50.000 ký. 50.000 ký, nhưng mà 50.000 mình ký sợ thôi, mình sợ ốc nuôi rồi nó nuôi nó nhiều khi nó vậy thả trong lốp xe rồi đó, nó bỏ không trong lốp xe có rồi đó. Có em giờ ta nuôi vậy chị, đó, em nghe hào cái đó là hào hào rồi ốc ốc bươu mà luôn, người ta cũng nuôi trong ốc xe, vỏ xe đâu, ở đó vỏ xe hơi à. vỏ xe hơi đó, thả xuống người ta nuôi xuống, mình sợ ăn bệnh thôi. Còn thật sự ra mà ra đồng nó bắt được quý vô cùng. Nói gì nữa chị vậy Năm biết tại sao đồng giờ không còn ốc không? Họ xịt thuốc lúa nó chết hết, mình. ngày xưa ít có xịt giờ xịt cái nó chết hết. Xưa mỗi lần em đi học về cái hả, đi Đi học bắt về cái em đi bắt một chút cua với lại ốc. cánh đồng bỏ trắng này Ừ. cua Đi ốc học về quá cái em luôn cầm chị cái ơi. bao em đi là em làm một chặp gì em nhớ không? Đây em mới về bắt đầu Nghiệp đi. nghiệp nghiệp thì không biết đâu nhưng mà chị nghĩ nghĩa nghĩa nhớ nghĩa hôm đó chị Năm mình xí soạn cha đi kêu người đi cắt lúa,
cắt lúa xong cái chị Năm đi mua đồ ăn trưa, đem đồ ăn trưa cái xuống cái đồng mình đâu mé mấy với ông Điếc á, đi đường xuống đó, đi xuống đường đó. Cái bắt đầu mình băng qua cái mương á cả nhà. Cái xe đạp đi qua không được thì mình phải dắt xe đạp đi luôn, mình vừa lội qua dắt xe lên, nào là cơm nào rồi ẩm hết phải không? Đâu có cái con gì nó quấn vô cái chân của chị đĩa đó. Trời ơi, mình giục đồ ăn giục xe mình chạy. Hầu khổ ghê. Em sợ chạy, mình chạy có cờ luôn cả nhà, mình chạy trời ơi, cái cha mình hỏi chuyện gì đứng lại nhảy tưng tưng là ở dưới chân có con đĩa nó đang cắn, rồi cha hỏi chứ cơm cơm giục hết đổ. Rồi là mình không dám đi con đường đó nữa, bắt đầu phải xách xe đi bọc lên, đi bọc ra đi đường lộ. Mà hồi đó em nhớ ra ngõ ba lại nghĩa ra đi bọc ngược ra cái hướng là lên sân bay đó, đi ra đó, đó. Chị Năm đi ngược lên đó, cái chị Năm mới chạy đi ra ngoài ngõ ba để mua bánh mì đó rồi đem chở vô lại. Hồi em nhớ chị cũng nhắc cũng nhè. Thì cũng nhớ cũng nhắc hả, mới đây thôi, mới phì lũ đây thôi. Hồi năm là mới nhon số 1 luôn á nha. Qua khôi. Hồi mình lớn lên rồi thì mình bị chị qua đây rồi một thời gian dài phải không? À chị em 15 năm sau. À chị em với em tập cho chị chạy xe chị nhớ không? Anh xách cái xe xong 7 á. Bắt đầu cái anh đưa chị Năm chạy vô túc ở trong Xuân Lữ. Đi lên cái xong cái chị Năm đó sao đó chị Năm chạy đi, lên bút con Năm bây giờ ra, hả? Chị cứ chạy đi. Năm lên cái vô ga bút con bây giờ thả một phát. Nó bay luôn vô trong cái hàng rào. Cũng tài xế tập em lấy xe hơi ông ta nè. Năm bay vô một phát rồi nó lôi cái xe. Nhiều heo đã chị em nhờ. Hồi đó tập này. Em lấy xe Honda là chị biết cái xe nào không? Cái xe đam của chị, xe 78 gì của chị đó. Xe 78, xe cấp. Xe cấp, lén thôi mới nghiệp. Chạy ra đang tập cho em chạy. Cái chị đi chợ về cái để xe là ổng lẻ không đưa đây. Em đi ra em tập là em biết xe, em biết lái xe là nhờ ổng đó. Hai chị em ngày hôm đó tự nhiên cái đi Long Khánh Vui lắm, hai chị em mình Long Khánh. Cái gì chị Năm nó để chị chở. Lúc đó chị chạy ngầu quá rồi. Hồi đó chị chạy cứng rồi. Chạy lúc đó chạy ngầu. Các em biết ở đâu không? Tới ngày có ba Tân Phong, gần tới có ba Tân Phong. Cái hồi đó cái xe thang đó hay gì đó mà. Hồi đó cái xe thang nó ngừng. Xe khách, xe hành khách. Xe khách đó nhưng mà cái xe thang. Bằng thang vậy. Xe nó chạy bằng thang. Ngay ngõ ba Tân Phong á. Cái nó vừa ngừng xuống tìm mấy cái bà mà hồi xưa bà bắn chôm chôm á. Thấy không? Bà thấy xe là bà chạy nó bắn chôm chôm. Mà ngày trúng cái mùa đó là cái mùa chôm chôm nữa hả gì đó. Đúng rồi. Em nhớ chính xác hồi đó là gần ngày 5 tháng 5. Trời ơi, cái bà kia bà chạy qua mà chị Năm thì chỉ đương chạy xe lên, bà đâu có thấy đâu. No, chị không có, chị tránh bà rồi. Chị tránh bà, nhổ bà băng vô. Chị tránh rồi, cái bà nhảy vô. Bà vừa nhảy vô, bà này nhảy vô, cái bà bên kia đâm qua nữa. Là thành ra hai người luôn. Chú Nghĩa thì ngồi đằng sau, mình thì chạy cả nhà. Mà hồi xưa là mình nói thiệt nha, lúc mình qua Mỹ mình bệnh size zero mà mình phải mai lại hai bên nhỏ lại một chút nữa mới vừa. Trời đó chị ấm nhắc nha. Ấm nhôm, ấm nhắc thôi. Không, hồi đó chị mới nhon, chứ không phải là ấm nhôm, ấm nhắc. Chị cao, nhưng mà chị hồi đó cứ phột vậy là nó vừa người. Đó, mà cả nhà biết không, mình đó ha. Vẫn nhỏ hơn nghiệp bây giờ mà. Nhỏ hơn nhiều. Mình lách qua bên giày. Cái bà kia nhào vô nữa là trong cái đầu xe là trốn không được. Hết luôn, hai chị em bay ra té luôn. Cái xe nó giọt một cái một mình xỉu luôn. Té xỉu luôn. Rồi ở dưới một cái xe chở heo lên hả? Dạ. Trời ơi chú Nghĩa đồ mấy người. Cái xe máy xới. Xe máy xới. Không. Ý chị nói đang nằm như vậy cái xe lưu thông xe cũng chở than luôn. Xe mà chở heo ở ngoài miền vô quá chứ. Rồi xe than luôn, xe căn cứ đó. Trời ơi mình tưởng đâu là mình chết cái trận đó rồi cả nhà. Tưởng đâu xong rồi đó nha. Trời. Tiêu hết. Cái bắt đầu chú Tám mình chặn xe tha xe máy xới hả? Lại cái chở mình vô bệnh viện. Cái một hồi mình mở mắt ra mình thấy ông nằm kế bên băng bó tùm lum, mình khóc quá trời. Mình tưởng đâu là chú Tám, té ra là chú Tám chạy. Hồi đó chưa có điện thoại, chưa có gì hết trơn á. Chú Tám chạy thẳng ra bến xe.
bỏ bà chị dâu trong đó cái chạy ra bến tre bến xe để nhắn tin về nhà là hai chị em đang ở trên bệnh viện rồi. Trời ơi, mình thấy cái ông kế bên cái chị sản hồn, chị khóc, chị nói ủa nhớ hồi nãy mình nặng hơn mà sao bây giờ băng bó tùm lum. Trời ơi, mình sợ quá trời luôn, hoài không quên mà nhớ hoài mấy cái kỷ niệm nó, nhớ hoài không cái kỷ niệm làm sao quên được. Không có quên. Trời ơi, em biết không? Không có làm cách nào mình quên được. Lúc mà chị Năm chỉ bị gọi là chết giả đó. Chị hoảng quá gọi là chết giả mà tay chân thì cũng chạy hết. Chạy hết. Gọi là điến á. Điến á. Điến á. Chết là điến á. Giống anh mình xỉu á. Anh mới chặn được cái xe máy xới lại. Cái xe máy xới nó đuôi chạy địch ra chứ hồi đó xe gì. Chỉ có máy xới thôi, xe gì. Chặn lại máy xới, chặn máy xới lại, máy xới ngừng lại cái kêu mấy người. Với xe lam. À, với xe lam. Chưa có đa xu nữa. Chưa. Bắt đầu cái kêu mấy phụ một tay, bắt đầu khiêng chị Năm lên. Anh giục cái xe Honda luôn, anh giục cái xe Honda anh gửi đó luôn. Trời ơi, cái bà bán nó hết hồn. Bà bán nó thì bà chạy mất tiêu chứ hết hồn như bà bị, bà tưởng đâu chết, bà chạy mất tiêu. Trời ơi, mình nhớ cái trận nó khủng khiếp. Mà khủng khiếp thiệt. Hai chị em, bắt đầu anh đưa chị Năm vô Long Khánh, vô trong bệnh viện Long Khánh rồi xong hai năm hả? Vô, trời ơi, em xả khóc quá trời. Mà khóc mình cũng không biết gì, cũng chưa có biết. Bản đồ khóc quá chừng. Mà tới lúc mình mở mắt ra thì mình lại thấy ủa sao cái ai người kế bên mình mà băng bó tùm lum thế, tưởng đâu chú Tám đang khóc. Chú Tám ở ngoài đường lù lù đi vô đó, trời, chị Năm tưởng đâu ông này là em. Ông đó cũng băng bó rồi chân treo lên nữa, ấy chân. Thời gian trôi qua lẹ chứ cái chuyện này mới đó mấy chục năm thì dễ sợ nhanh không tưởng tượng luôn. Thời gian không tha cho con người mình cả nhà ơi. Nhiều khi em ngồi em buồn buồn em nhớ là mấy kỷ niệm hồi xưa đó, nghĩ tức cười cho công nhận khổ mà nó vui. Mà đi đâu hai chị em, đi đâu cũng hai chị em chứ mấy. Nên bây giờ thì lúc đó là chỉ nếu mà ở nhà thì chỉ có mình em là em với chị là gần nhau nhất thôi. Em đi theo với chị được thôi. Hai chị em luôn. Còn chờ Thắng, Chiến, Nhung là còn nhỏ xíu à. Cô Nhung mình hồi xưa mới lớp 1 chứ mấy hả? Nên mình khổ quá rồi. Nên bây giờ mình cảm thấy mình quý chị Năm ha. Mình quý những cái gì mình cũng quý hết á. Cái gì mình cũng quý cả nhà. Một chút xíu gì miễn người ta có tấm lòng là mình đã quý mến rồi. Đúng rồi. Đã quý trọng quý, rồi. Chứ quý. Không bao giờ mà mình... Mình đói bụng nên mình hiểu được cái người bụng đói. Có đói mới thấy được người khác đói. Mà vui, phải công nhận là vui. Vui. Nghèo mà vui. Còn cái người đẹp đây nè cả nhà. Hồi xưa mình mới lấy ông xã mình về sớm á. Chỉ đi cà lưng cà tên ha, chỉ là chỉ thợ may đồ. Mà mỗi lần mình mà muốn may cái quần cái áo á là phải ngồi canh. Xuống ngồi cắt đi. Cái cắt chỉ cắt giải xong xuôi rồi này kia, cái hai chị em chở nhau tuốt xuống đi dắt sổ. Dắt sổ về. Thôi để mời em may nha chị. Không, may luôn. Ngồi im đó rồi giữ. Giống như là mình ngồi mình giữ kẽm vậy đó. Cả nhà mình ngồi mình giữ mình ngồi. Này, nói chung là giữ con ma chồng ngồi. Trời ơi, ngày này nó qua nhà ngày kia. Thành ra mắc uy tín từ nhỏ mà. Thành ra hả, là mình không ngồi giữ luôn. Giữ cứ ngắt luôn. Không phải mai cho chị. Quay lại bỏ chạy đi chơi mất tiêu đó. Chị còn nhớ em mai cái đồ cái áo đó cho chị là như chị có đi qua bên đảo, chị có bận chụp trong cái tấm hình hình gì đó ta? Hồi đó con. Em mai cho chị cái bộ đồ áo liền, áo cắm dơi, cổ thuyền, gắn nút đen ở đây, có cái bát lên. Hai cái là mà cái một cái không có nút, một cái là lễ thường thôi. Mà mình ngồi mình giữ như là giữ kẽm vậy đó. Mình ngồi là kêu bằng là sao giữ rồi, ơi, sao bằng nghiệp, sao bằng nghiệp. Mà phải giữ vậy đó. Rồi. Em không có xe đi xuống dắt sổ chị Năm ơi. Chị ơi. Không có hả? Chị có chiếc mini. Hai chị em cõng nhau chở đi. Đi xuống dắt sổ, người ta đông quá. Người ta kêu phải chờ. Cái thiếm mình là thấy khỏe rồi nha. Nói ngồi chờ là chị này không thể nào canh mình được nữa. Nhưng mà mình vẫn canh. Làm ơn dắt giùm. Đi về. Vì là ngồi tới ngồi chiều cứng ngắc tới chiều tối lấy bộ đồ về bận thôi chứ không có nói năng gì hết. Cũng vậy, không biết sợ mà. May rồi chị, em sợ lắm luôn. Mỗi lần mà mình nói hơi may cho mình đồ là chỉ sợ lắm, tại vì mình ngồi giữ xác luôn, giữ xác nút mà kỷ niệm. Nhưng mà hồi đó là cũng chưa có quen chú Nghĩa chưa gì hết á,
chỉ là trong xóm bạn, thôi bạn. Trong bạn thôi chứ không phải là không, chị nắm để ý em rồi à. Để em học không? Đúng rồi. Nhưng hồi xưa chị để ý rồi. Để ý thôi. Để ý để đó. Để đó. Mà em hồi xưa là cái tài đó, em chấm thì chết với em à. Ghê chưa? Ghê quá cả nhà chấm ơi. Rồi chấm thì chết rồi. Chấm là rồi xong luôn á, bốn đứa con lòi ra. Đúng rồi, nó là nguyên tắc rồi. Người đẹp trai lúc nào tao mới tự hào đi. Đó. Mà vui. Hồi đó vui. Nghĩ, không nghĩ cuộc đời bởi không giờ về giờ, giờ mình cũng ngoài hàng năm rồi cái mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện hồi xưa giờ cảm thấy nhiều khi mình còn trẻ. Trẻ không? Trẻ chứ, nhiều khi nghĩ vẫn còn trẻ đi, nhưng mà sao mai nói với chị Năm đó. Nó tại sao em cảm thấy em già đó em cũng trẻ hoài. Mà nhìn cho chị thấy người già chắc. Giống như mình á, có nhiều bạn bè của mình chơi á nó nhìn chị như vậy mà sao thấy chị trẻ trung. Khởi mở, mình nói ok, cái mặt mình già nhưng mà trái tim mình không có già. Lúc nào mình cũng phải cởi mở, vui vẻ, thoải mái thì con người mình lúc nào nó cũng trẻ hoài thôi. Đúng rồi chị, kệ bà nó tới đâu thôi. Thôi, cái miễn có cơm đổ nấu chiều nay được rồi. Sống có bao lâu đâu hững hờ, cuối cùng xong hết. Vậy thôi. Dạ. Cũng không... cuộc đời trải qua thâm trầm rồi chị em mà nuôi cha ơi, nó nhìn quay lại cái thời gian cái tự nhiên thấy nó dài nhưng mà nó lại không dài ha. Mà cả nhà vui lắm, hồi mà mình xe đạp á là cũng đâu phải xe đạp xịn đâu. Ôi, năm tám có mấy xương không à, năm tám mấy á cả nhà, trời ơi chiếc xe nó nặng lắm, chưa có chở, nếu gặp mình như bây giờ chắc chở không nổi. Mà đi đâu á, nửa đêm nửa hôm gì á là mình với chú Tám nè là đi. Trời nó gió hả? Trời gió, trời mưa, mưa trời, tới nổi bánh mưa, xe nó gió mà nó xe mà chạy đi. Không nổi luôn, xe thì không chạy. Có thắng, thắng thì thắng bằng đôi dép. Chuyên gia. Cả nhà thấy chưa? Là thắng bằng đôi dép là ở đằng trước á, đút vô cái bánh trước, cái thắng rồi bánh sau. Đôi dép Lào á cả nhà. Cái ngày mình giúp nào đỡ anh thì em cho thắng chân không hai giờ năm, em thì em thắng chân không, không thắng nổi đâu thì anh để đằng sau anh chậm chân không anh thắng luôn nha. Hồi đó nhà em là má bắt cắt cái đôi dép Lào mà để vô, bà cột bà xảo kẽm mới để ngang trước đó, còn không là đôi dép cô Su Bắc Hồ. Hai cái đó thắng nó mới an toàn. Anh có được cái chiếc dép anh đem anh cắt ra anh thắng tiền rồi. Cho Đạp có chiếc dép cũng đem cắt ra đi thắng tiền. Mà công nhận là mình nhớ không thể nào mà mình quên được cái tuổi mà kiểu như xa xưa, có nhiều người có thể người ta không muốn nhớ lại, còn mình á thì nhiều khi ngồi mà nhất là trời mưa cả nhà là mình suy nghĩ nó lung lơ lắm, mình suy nghĩ ồ những cái thời nhỏ rồi những cái gì á là hầu như hình như nó cũng qua nó muốn ập hết vô mặt mình. Không mà đời sống con người thật sự ba mình phải trải qua những cái lúc gian nan như vậy đó, phải có những có như vậy đó rồi nó làm cho cái ý chí của mình đó chị Năm. Như em giờ nhiều khi thật sự ra bản thân em cũng vậy, nhiều khi ra đường nhiều người ta nói chú Nghĩa ăn cái này được không, tôi nói trời ơi trời ăn gì cũng được, em có bù lô em ăn không được thôi. Nói chú Nghĩa sao vui tính à, cái mình gì ăn không được, mình ăn... nhỏ mình ăn cái gì rồi dạ. Sắn khôi mì lát rồi cái gì mình không ăn, nói chung á là mình không có. À, nếu mà mình kể chuyện mà ấy cho nghe, cho cả nhà mình nghe hả, kể một năm cũng chưa thật hả? Sự là như vậy, tại đó. Vì mấy chục năm trời nha, rồi mỗi ngày có mỗi chuyện, nhưng mà cũng may á, may mắn là chị em mình biết không, gia đình mình nó có nhiều cái kỷ niệm rồi, chị em mình nói chung nguyên người ta cũng có rất nhiều kỷ niệm dạ. Nhưng mà chị em mình được một cái là chị em mình cũng như chị em ruột ở trong nhà dạ, đúng mấy rồi. Chị dâu ai cũng vậy, như chị em ruột cái là cái xung vầy nhà thì không có chị gái. À, có bà chị Sáu, có một bà chị thôi à, chỉ có cô Sáu với cô Út, mà cô Út hồi đó quá khỏe, có lớp 1 à, quá khỏe cô Sáu thôi à. Chỉ có cô Sáu thôi, cô Sáu tụi em rồi hồi đó mới giải phóng về mới cực, trời ơi khổ. Cái thì mấy cái năm 78 rồi đó, 80 mấy rồi đó là rất là ấy. Cầm ở đây luôn đi anh, 80 mấy á, năm 80 mấy đó. Ôi trời, nó khổ trần thân. Bây giờ nói chuyện mà nói chuyện là cuộc sống là bây giờ có tiền, như em bây giờ tiền bạc cũng nói chung quy là cũng không giàu có chứ bây giờ cũng đủ ăn, nhưng mà nhiều khi chị biết đủ không ăn, đủ ăn. Nhưng mà rồi bây giờ là mình vẫn nhớ lại những cái ngày xưa cái mình thấy mình cũng sướng, kỷ niệm á chị. Đúng rồi. Kỷ niệm nó nhiều hơn. Kỷ niệm lắm chứ.
bà con xóm làng ai cũng tăng thương hết trơn. Mà được lắm cả nhà, mình về làm dâu thiệt, nhưng mà mấy chú nhỏ nhỏ vậy đó mà đi đâu chơi á, đi coi phim coi gì là không có vô xin tiền cha mẹ, rồi cứ lại là chị Năm ha, chị Năm cho em xin tiền đi coi phim. Rồi nếu mà muốn đi coi phim một mình á là xin tiền đó, là nghĩ chắc đi dắt cô này đi quá. Là có dắt không? Có chứ. Còn tới nữa anh Hào nè, kỷ niệm thập tới nữa anh Hào nè. Còn mà nếu mà đi chung á, chị Năm ơi, chị Năm mình đi coi hát không, chị Năm mình đi coi coi cine không, thì là đi bốn người chỉ trừ bé Nhung ở nhà thôi. Chỉ trừ Út Nhung mình ở nhà, tại cổ nhỏ là ở nhà. Là chị nè, Nghĩa nè, Chiến nè, Thắng nè, thế để mình đọc tên là bốn người đó, là đi lúc nào cũng đi bốn người. Mà anh này lớn anh lắm nè, anh đi ra ngoài có hai vé vô bốn người đó. Mà vui lắm, nghèo quá đâu có tiền đó, nghèo khổ lắm cả nhà. Thì nếu mà năm đó thì mình nghĩ ai cũng nghèo hết, ai cũng khổ hết, thật sự đâu vậy hết, đa số là vậy rồi. Trời ơi mà vui, suy nghĩ lại cũng vui. Mà ê, mà nói ông có tiền thì em đi gác cổng, tối em ra em xin em nó cho gác cổng nghe ra ta thì mình ra anh phụ gác cổng một chút cái chạy vô. Vậy đó, vui. Phụ dụng nghiệp tí xíu cái chạy vô coi, chứ tiền đâu có. Mà hồi xưa thì lại có phim, có đồ về hay chiếu ở ngoài trời á. Dạ. Ông xã mình thì đi buôn bán, thành ra cứ tuần lễ 10 ngày mới về. Về ở nhà là cứ hủ hỉ cha mẹ chồng với bốn người em, với cô Sáu. Với cô Sáu nữa. Cô Sáu thì cái tính cũng men lắm. Cô Sáu mình nói thôi khỏi nói rồi, chắc có một ngày. Một ngày thì cả mỗi nhà sẽ qua mình đây. Mình sẽ giới thiệu cả nhà biết là cô Sáu. Trời ơi, hồi mình mới về vui lắm. Thấy cô Sáu cầm cầm điếu thuốc á, thải lên cái lấy cái miệng hứng mình nói trời chết rồi chết rồi chết rồi. Mình nói chết rồi chết rồi. Trời ơi, mình có cô em chồng rồi. Trời ơi. Cá tính nè. Cá tính quá mà không biết cổ có khó khăn không đây. Cuối cùng ông, dễ ông, ông bà già chồng thì quá dễ rồi đó. Ông bà già chồng mình thì thương mình rất là nhiều. Tới bởi vậy tới giờ phút này lúc nào mình cũng vẫn còn thương ông bà già chồng mình như một ngày nào, ngày đầu cũng như là tới bây giờ cũng vậy thôi. Còn cô em chồng mình á thì cô Sáu á thì lại thấy vậy thôi nhưng mà rất là ok. Rất là dễ thương mà mình mới đầu mình thấy mình sợ. Hồi đó một con gái mà hút thuốc đó. Cầm đường guitar đánh ầm ầm mới như là con trai vậy đó. Tối lại có trăng nó cầm đâu đánh ầm ầm. Mà vui chứ ha. Kéo cái chân ngựa hả? Cái ghế ngựa gì đó. Dạ. Cái ghế dài ra mấy anh em. Cái con ngựa, hồi đó là ngựa đó. Ngồi ra cái bắt đầu ngồi đánh đờn. Trời ơi vui, thấy vui. Không bây giờ dễ gì được cái đó. Giờ dễ gì. Em nhớ hồi đó trời mỗi lần mưa là trước sân nhà mình có cá luôn á. Anh nhớ không? Cá nó bơi lượn ở dưới luôn. Cá lóc, cá rô lẩm bẩm luôn á. Hồi đó vậy nó còn hoang dã, nó còn rừng rú. Dạ. Cá nó ăn gì ốc của mình cũng lưng rồi nè cả nhà. Quá giờ ăn luôn. Ăn quá ngon ghê luôn. Ngon lắm cả nhà. Thì trời mưa vậy thôi, trời mưa chứ có luộc ốc lên rồi chấm mắm. Rồi gọi là lễ ốc thôi. Dạ thôi bây giờ cái mình nếu mà câu chuyện á, thì mình kể hoài cũng không thôi, hết cả khác. Nhà nhưng mà bây giờ cái video mình cũng nó hơi bị dài rồi đó, thì mình xin hẹn cả nhà cái video kế tiếp. Mình sẽ chúc đại gia đình mình một ngày mới vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng tươi tươi vui nha cả nhà. Bye bye, bye, bye cả xin nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.